Mưa gió đi chạy sang hết xe là tắt điện. Em mẹ áp giờ ngồi đây từ đầu luôn này. Ngồi bốc mồm này. Đi ra mặt đến sớm thế. Chung thế anh. Đi đi rất sớm. Anh em đi gặp quá chuẩn luôn. Hả? Giá cao. Anh vừa làm chén nước anh. Anh mặc bộ vest hoa thôi, đội đội tôn hồng, đội cái mặt lạ khỉ xong đeo kính tròn này ra biểu diễn, đội mũ cao bồi. Mắt sắp đấy. À Hải ơi, xem sau xem bộ Nghi Mô Vương để mùng 6 làm ở mầm non gì nhỉ? Ở tiểu học ấy nhá. Vâng. Học thượng luôn này. Chơi. Nhưng mà này, ra bọn trẻ con nó khóc này, 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 này. Bộ này hợp với cháu nó đấy, tặng cháu nó tên à? Tiểu học bây giờ. Tiểu học luôn rồi. Tiểu học luôn rồi. Tiểu học thay đổi. Tiểu học nó rồi. Đẹp quá bộ này, chất lại quá. Lại tặng Tết lắm rồi, cháu có năm có Tết rồi. Còn lâu luôn mới cởi. Người, người, mẹ người mẫu phải có công, để thôi công lần sau cứ gọi nó đi, nó mặc kiểu không, nó quà quay gậy nó đi diễn được. Đi Tết mặc mặc bộ này để đòi đi xem. Có sâu bắn với em à? Bố mày còn mốc cả mồm này, có sâu. Ít mẹ mày mồm ra sâu ai? Ngược em, ngược, ngược. Mốc hết rồi này. Đấy, đây công đây mà. Có chén trà nóng đi cô ơi. Đây người lớn nó sao vậy? Ờ, nó có một size thôi. Ok nó. Đó... Không sao đâu. Sau này mình lấy thì mình bo lại được mà. Mua cho anh nhờ mày. Này tí lên kia làm rồi lòng bò đây ra. Hai bộ con gái của ông anh. Em ăn yeah. Thôi. Bộ con gái của ông. Có. Có bao nhiêu tiền? Ăn sáng đi làm. Hai củ. Luôn. Em nghĩ là bây giờ ăn luôn. Úi trời ơi. Trời mưa để ăn luôn. Em ăn món đồng sách thì bá đạo hơn. Úi giời, không phải chụp ấy đâu, nó trước mày áo choàng, lông trước à chụp mũ trước ăn mày áo choàng. Cháu xong lại trước. Cháu đó. Đây đây đây. Đi giày vào chụp mặt lại trước vào xong mới mới áo cho áo choàng áo choàng thằng ấy. Nặng 15 cân đấy á. Vâng, trẻ con nó nặng 15 cân. Đây 15 cân thôi. Ai bảo chú 15 cân? Mẹ nó bảo. Chó nó tin được 15 cân, con nhà chú chứ mẹ nó còn phải hai mấy cân. Con nào? Con nhà chú ấy. Anh điên là con em, mẹ em hơn tuổi mới được có 9 cân. Không, thằng này 15 cân là đúng rồi. Đúng quái à. Anh lại đùa nhau đúng rồi. Anh nói 15 cân ai tí. Thế là như Mông Phương. Chơi mặt nạ như ấy, mặt nạ này. Mặt nạ này nhựa đi, mặt nạ này nó rất là rộng. Ông rộng, không có cái bấm quy mà của trẻ con mà, mặt nạ của trẻ con mà. Vậy mặt nạ người lớn đâu? Ở cân mát vậy thì bán sao? Bán luôn nhá. Ngưu Ma Vương này đâu có vũ khí. Có cần gì, ông chơi gạch. Cầm hai tay hơn gạch. Đấy. Nhìn giống khỉ đấy đấy. Ông làm cái xẻng được cái đó. Đấy cứ bỏ chạy, cầm gạch bỏ chạy. Tuyên cầm cho tôi phát để tôi lấy cái mũ. Đấy, vào anh đang như ông vương có điều thôi. Thôi cần gì phải liên hệ đâu, đây anh cứ 50.000 một người là vào thôi. Trong này nó đẹp, mình cả tí nữa mà xin là được cái khu vườn đào ấy thì vào hết mà. Vào trong này đẹp lắm anh. Đây từ từ để anh nhà anh có cái gì đâu anh lấy cái mũ. Anh ơi lấy cái lược. Dừng dỡ luôn. Từ đòi vừa nói phải có chủ yếu về gương. Ngộ không được trả lắm tiền đỉnh nhớ chưa? Này đây cho điều thuốc mũi này là bố vừa mà. Vừa mà nhìn tú cắt cho anh cái này ra phát. Trong cái mũ này là vừa đấy. Đại hiệt trẻ hết rồi. Kệ nó không sao đâu, đây là vừa rồi. Vừa mà. Nhưng mà mặt nạ này là hơi bị không để kia sao ấy. Mặt nạ kia nhỉ? Mặt nạ này phải chơi rút ruột thì lấy ra cái mũi. Mặt nạ của em mới rút ruột thì khó. Không tí cứ thay cả hai cái. Mặt nạ của em mà có cả viền đây này, nó không như mặt nạ thường. Của em là nó nguyên mà nó đẹp, nguyên nó mới đẹp. Ông Mười mẹ chưa đến sư phụ đéo ấy. Các huynh đệ cứ đại chiến trước, sư phụ đến sau. Em mang solar anh. Anh Sapa này. Cho ông lọ xem clip của ông này là ông là. Đây, nhân vật Tôn Ngộ Không mẹ đóng phố đi bộ đây. Đấy, clip này cho em xem đấy. Bố cháu đi chơi nhiều trái. Em được gặp gỡ anh Mày à? Mày nói bộ này còn được anh Hải. Đầu tư ở Lục Chí. Lục Chí thì ông chơi ở Lục Chí ông nhớ. Ông hơi chất đấy, ông đéo mang cái lông kim tiền đi mà chạy dây hơi ngắn không? Rực rỡ luôn. Ông ơi. Chất luôn, chất luôn. Bố cả con được đấy. Bộ này đẹp đấy. Hải ạ. Hải ạ. Hải ạ. Tình hình nhà là việc cháu nó luôn nên mừng tuổi. Anh ạ, được không? Hải. Nhưng mà đã lên Tết đâu? Hải ạ, mừng tuổi cháu nó được đấy. Lên Tết đâu? Được.
Muốn đuổi cháu nó đi. Thôi, không sợ bà con. Cả toàn đúng không? Trời đấy, mừng tuổi cháu nó luôn đi. Thôi. Đáng mấy vậy? Đáng bao nhiêu mà chú, công ty lớn đấy, chuẩn bị lên sàn đến nơi rồi. Mẹ anh Hải hơi buồn rồi. Em ơi, đừng ép buộc cho cái mặt vàng ra ngoài. Không, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là đúng như các ông cứ thích mặc vàng ra ngoài, nhưng vàng là bên trong, đỏ bên ngoài. Mình không có gì đâu, không đẹp. Ờ, cho ông cứ cho vàng nhưng mà đúng của nó, làm đỏ ra ngoài. Xuồng. Ừ, chất lơ, ôi quả này mê luôn. Không, mày điên à, cho ngoài trong thì đéo được. Đây để ra vàng nhá, mua vẻ nhá. Mua vẻ đấy, đếm người đi. 2, 4, 6, 8, 10, 12 người và một trẻ con, 12 người là 6 lít, 630. Gậy của nó đâu? Đây đây. Bọn anh còn họp lớp bên. Ê trời, bây giờ làm thế chụp ảnh nào. Đây đây. Đây để chụp quay. Mượn cho anh mượn cái mũ. Quay đi con. Nào chơi.